Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình mới ghé vô trong cái tiệm đồ cũ của các bạn. Mình mua được một số món đồ, rồi một cái cục đề nè, một bộ nhông sen dĩa nè, với lại một cái clip xe đạp. Mình mua những cái đồ này để mình tiến hành là mình ráp cái chiếc xe đạp xe đạp cũ của mình đó các bạn, thành cái xe có thể chạy được bằng bình nha các bạn, xe điện nha. Rồi bây giờ mình tiến hành là mình làm, mà các bạn cùng theo dõi nha. Các bạn bắt con vứt với con tán vô trong cái nhông đề với cái nhông xe Honda, rồi các bạn lấy mà các bạn chấm hàng cái con tán vô trong cái nhông đề đó các bạn, nhớ nha, chấm cái con tán thôi, chấm vô cái nhông đề thôi. Sau khi mình hàn xong thì mình gỡ ra thì nó sẽ như vậy nha các bạn. Sau này mình có thể tháo ráp, mình thay nhông một cách bình thường. Mình có thể thay nhông to, nhông nhỏ, hay là nó bị mòn, mình chạy lâu ngày nó mòn, mình có thể thay nha các bạn. Và bây giờ là mình đã chuẩn bị xong những dụng cụ rồi. Cái cục đề nè, cái nhông hồi nãy mình mới hàn đó các bạn. Đó, mình làm như vậy để mình có thể gắn nhông lớn, nhông bé gì vô cũng được hết, rồi sau này mình có thể tháo ráp một cách đơn giản ha. Đó là những cái dụng cụ đó mình chuẩn bị xong xuôi hết rồi, bây giờ mình tiến hành mình ráp vô đây. Đó, đây là cái xe đạp cũ của mình nè các bạn, mình sẽ tiến hành là mình ráp nó vô nha. Đây đó, các bạn nhìn thấy không, khi mà mình ráp cái nhông đề vô, mình gài phe vô xong xuôi hết rồi thì mình mới vặn hai cái con tán cố định cái nhông của xe Honda vô cái nhông đề. Đó, các bạn thấy đơn giản không? À, đây là cái dĩa ha. Thao tác cái dĩa cũng như vậy, các bạn khoét cái lỗ cho nó vừa cái clip. Đó, rồi các bạn đặt vô, các bạn canh bốn cái lỗ của nó bằng bốn cái rãnh của cái răng đó. Đó, rồi các bạn đặt ốc vô ha, khi mình siết vô cái là nó chịu vô cứng nhắc. Đó, rồi sau này mình cũng có thể tháo ráp, mình thay cái dĩa khác nếu mà khi mà mình chạy một thời gian nó bị mòn đó các bạn. Đó, mình có thể gỡ ra mình thay một cách bình thường nha, rất là tiện lợi. Bây giờ là mình đã ráp xong rồi nha các bạn. Đó, bây giờ nó sẽ như vậy. Khi mà mình làm xong mình quay thử nó phải nhẹ, nó phải thẳng nha các bạn. Nó rất là gọn gàng ha. Đó, rất là gọn gàng. Thì nó sắp sửa thành cái xe điện rồi đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành mình câu dây điện cho nó nha các bạn. Nó chỉ có hai cọng thôi, một cọng âm, một cọng dương, rồi mình cặp mình làm ra hai cái kẹp á. Mình cặp vô cái nguồn 12V nào cũng được, rồi mình cũng có thể sử dụng nó được rồi ha.
rồi, bây giờ mình đã hoàn thành xong chiếc xe đạp điện rồi nha các bạn. Nhìn rất là đẹp ha, thẩm mỹ ha, gọn gàng. Mình làm hai cái cặp cái kẹp đó các bạn. Nếu mà mình có bình ắc quy thì mình xài bình ắc quy. Đây mình không có bình ắc quy, mình xài bằng mấy cục pin nha các bạn. Xài pin thì cũng nguồn điện nó cũng như nhau thôi. Mình test thử mạnh lắm nha các bạn. Vừa thắng xài, nó lỡ chạy luôn, no luôn. Mạnh lắm nha các bạn, rất là ok nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.